ở khu bên kia là đi khắc phục. Ở mé bên kia thì có các sư ở dưới, các sư lớn lớn tuổi ở dưới, các chị trưởng lão thì ở dưới, còn ở đây là cũng mới vô tu rồi mà. À, bên khu vực hôm nay là mới. Đúng rồi. Ồ, sao chị kia nãy nói là có một vị sư mà mới vô ta, cũng mới vô. Mới vô là coi chừng cái giao duyên ở dưới á. Đây 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 sư. Sư đúng không? Một người đi khắc phục. À, đi ngoài đường bầm bồ một bị một gã như vậy thì coi sư nghĩ như thế nào? Thấy nó kỳ quá, tự nhiên người ta đi cái gì có đầu đánh người ta đúng không? Đúng rồi đúng. Yeah. Bình thường ấy, ví dụ như mình xin bây giờ người ta xin á, mình không cho thì thôi chứ rồi ơi, sư cũng là nhà sư mà, sư cũng bên đại quái khắc tật, nhưng mà các sư ở đây là chưa cả cấm không cho đi đi khắc tật. Dạ. Yeah. Các anh hiểu không? Anh yeah. Là thấy cái cảnh này mình thấy nó cũng khó chịu lắm. À, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì mình đang đi tới một cái thiền viện. À, nơi cô chú anh chị chỉ để mình tìm xem có cái vị sư hay vị sư bị đánh ở chợ ở Gò Vấp á cô chú anh chị. À, xem cái các vị sư ở đây biết hai vị sư đó sư có tu ở đây hay không. Thì giờ phía trước là mình thấy có một vị sư đang ngồi, thì giờ mấy anh em sẽ đi tới đó để hỏi thăm sư xem sư có biết hay không. Đây là trong cái khuôn viên trong cái thiền viện này cô chú chị. Bây giờ trong cái thiền viện này mình cũng không tiện nêu tên cô chú chị ha. Bây giờ cô chú chị có xem được thì mình biết cái thiền viện này ở đâu. Mà không biết phải là hai vị sư hôm bữa không? Hiện tại anh em cũng đang có mặt ở cái này là cái gì anh? Thiền viện. Thôi giờ mình không nói tên đi ha. Ừ, thiền viện thôi. Đây là rất là nhiều. Tại không anh em mình quay cái này lên là cũng thấy à, biết à, đây là vị sư. Nhưng mà ai biết biết nhưng mà mình đứng. Đó. Bây giờ anh em vào để mình hỏi thăm nha. Ở đây rộng thênh thang luôn anh ha. Phải sư bỡ mập lắm. Phải sư này sao không phải sư nè. Dạ. Chào sư. Cho con hỏi với sư hôm bữa mà ổng bị gã đàn ông đánh trên mạng đó là ở đâu sư biết không? Ở góc nào? Cái không biết. Thì người dân ta chỉ ở đây. Ở đây là Phước Sơn mà. Dạ đúng rồi, Phước Sơn nè. Mà mấy ông đó ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây luôn. Mấy chị bên kia chỉ là bên đây. Là có nghĩa là hai vị sư đó đi khắc phục ở ngoài chợ ở ngoài đường á, không xin xỏ thì có một gã đàn ông đã đánh đập và đạp tí đầu. Thì mấy hôm nay con anh em con đã đi tìm cái gã đó đang trốn xuống kia chưa? Dạ chưa, mấy chị bên kia chỉ bên đây. Ở đây các sư đây không có đi. Dạ không đi khắc phục ha. Các sư ở đây chỉ tu ở đây thôi. Không dạ, còn đi. Ở khu bên kia là đi khắc phục. Ở mé bên kia thì có các sư ở dưới. Các sư lớn lớn tuổi ở dưới, các chị trưởng lão thì ở dưới, còn ở đây là cũng mới vô tu rồi mà. À, bên khu vực hôm nay là mới. Đúng rồi. Ồ, sao chị kia nãy nói là có một vị sư mà mới vô ta, cũng mới vô. Mới vô là đó, coi chừng cái giao duyên ở dưới á. Đây 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 sư. Đó cái vụ đó. Sư này nè. Trời ơi người ta, mấy ông sư này sao lại quắc vậy? Con không biết. Không, mấy chị kia biết. Mấy chị kia nãy bên kia ở đây chỉ đây. Hai sư nãy đây. Đâu sư cầm coi, sư coi thử coi. Có một sư ở đây lâu rồi nhưng mà đi nơi khác rồi, còn một có mở video lên trên. Mở anh. Ủa sao đánh ta dữ vậy trời? Chứ, đúng rồi. Chứ cái vụ này sư không biết gì. Sư không có con mắt. Thì sau khi mà sự việc mà cái clip đó đăng lên thì anh em con đã truy tìm và tìm được số xe cái gã đàn ông đó. Và hiện tại gã đàn ông nó đang trốn. Và con muốn là anh em con muốn lại đây để tìm hiểu và gặp hai vị sư đó để hỏi là câu chuyện đó như thế nào, mà tại sao một gã đàn ông làm như vậy. Rồi con phỏng vấn cái sư đó để mà lấy cái bằng chứng để mà khi mà con gặp gã này con sẽ trình báo và cũng như là bắt phứa này luôn. À, tại vì cái ở cái giải cốc này á, thì các sư ở đây là họ không có đi bắt ngoài đường đâu. Dạ. À, còn nếu mà muốn có đi bắt là các vị sư ở dưới, các vị trưởng lão á, vậy này lớn tuổi rồi. Dạ. Chắc ở 60-70 rồi. À, thì đó thì các anh nếu có kiếm mà xuống cấp dưới á, chứ đừng kiếm ở đây, tại vì ở đây là thấy không, các sư trẻ trẻ không. Dạ. Vậy là sư không biết sư này luôn. Sư không biết nhìn thấy lão quắc à. Dạ dạ dạ. Ở đâu á? À. Tại vì mấy chị đó là biết nó có một cái Phước Sơn á, ở đây nó có hai chỗ lận, một chỗ ngoài kia nữa, đâu ngoài kia nữa kìa. À vậy đó hả? Ở Phước Sơn nó làm thành nữa chứ. Theo như sư đúng không, một người đi khắc phục
đi ngoài đường bồng bồn một bị một gã như vậy thì tôi suy nghĩ như thế nào? Thấy nó kỳ quá, tự nhiên người ta đi cái gì có đâu đánh người ta, đúng không? Đúng rồi, đúng. Dạ. Bình thường ví dụ như mình sinh bây giờ người ta sinh á, mình không cho thì thôi, chứ giờ ơi, sư cũng là nhà sư mà, sư cũng bên lại quái cắt tật, nhưng mà cắt sư ở đây là chưa cả cấm không cho đi đi cắt tật. Dạ. Các anh hiểu không? Anh dạ. Là thấy cái cảnh này mình thấy nó khó chịu lắm, nhưng mà các sư này nhìn thấy nó lạ quá. Vậy không? Mấy chị kia nói là có một sư ở đây, có một sư hồi xưa cũng ở đây luôn, nhưng mà giờ không còn ở đây nữa. Vậy không lẽ ngoài Long Thành? Không. Mấy cô còn đó. Một sư ở trong này, nhưng mà ở mấy sư, dưới đó. Sư trẻ. Không biết. Sư trẻ thì ở đây. Đúng rồi. Vậy làm anh xuống kia kiếm đi. Dạ, dạ. Nói chung là mấy con cũng bức xúc, muốn đi. Con từ Sài Gòn xuống đây đó. Ờ, sư thấy cũng kỳ đúng không? Dạ, dạ, dạ. Cái hệ phái với nhau, dạ, đúng tự nhiên đánh người ta quá trời, dạ, ta hiền. Người dạ. Ông này ông hiền đúng không? Dạ. Không có tác động nào giống nào chống trả cả. Mà vị sư này rất là lớn tuổi. À, đi đánh xong rồi mới quay lại đi đi một đoạn nữa rồi đạp thêm mấy cái nữa. Rồi xong rồi lại ký đầu sư trẻ thì mấy cái. Trời sư ơi, trẻ ơi. Thì khoảng 40-50 đúng không? Người ta hiền quá trời, người ta tu hành, người ta sinh mình không cho thôi chứ làm gì đánh người ta dữ vậy trời. Nhưng mà theo con tìm hiểu thì hai vị sư đó không có sinh. Có nghĩa đi khắc phục là đi ai cho thì nhận thôi chứ không có sinh. Dạ. Sư thấy chưa có xem được clip trên mạng đúng không? Con mới đưa sư ít coi lắm, tại vì ở đây là đôi khi là cấm chứ, trong giới luật phải cấm. Dạ, các sư là ở đây không xài máy. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Thành thử ra nhiều khi các anh hỏi thì thực sự sư cũng không biết đâu. Cũng mong qua nghỉ ha. Dạ, sư dạ. Nếu biết là sư nói liền. Dạ, dạ. Nếu mình cái nào mình biết nói, người tu hành mà còn không biết tại đâu có dám nói nó bị bà. Anh em đây bức xúc về cái gã. À, sư thấy sư tôi thấy nó cũng kỳ. Tự nhiên người ta đi xin, người ta đi ôm bác ta đi vậy, ví dụ như mình cho thì cho, mà không cho thì thôi. Dạ. Ví dụ như mình không cho thì mình mời người ta ra khỏi cái khu vực của mình đi đó, đánh đấm ta chỉ tội. Ở đây mình tu theo mình cái đại quái khắc sĩ. À khắc cái này sĩ. Là nguyên thủy, nguyên chứ thủy. Không phải là khắc sĩ, nguyên dạ, thủy. Dạ. Theravada. Dạ. Là mình cái đó là mình không có đi khắc phục nữa thôi. Trước đây thì có nhưng mà sau này tại vì có nhiều sư giả quá thành tử ra cũng không có đi. Dạ. Mà sư phụ cấm là phải rồi, tại dạ. Vì ra dạ, đường nhiều không á. Nhiều vị sư không phải trong chùa, sư ở đâu á. Con sư ơi, con hỏi như thế này, chắc có lẽ là một cái gã đàn ông này, có nghĩa là khi mà những anh em YouTube khác á đăng tải lên mà nói vạch mặt sư giả này nọ đó thì có lẽ là cái gã đàn ông này thấy như vậy rồi rất bức xúc xong rồi có tác động đến hai vị sư đó thôi. Đây là mình đúng không? Sư cũng không có tham gia ngoài đời từ nhỏ đến lớn, thành thử ra khi hỏi thì sư cũng không biết trả lời thế nào cho nó phù hợp lúc nữa. Dạ. Yeah. Tại vì nếu mà mình nói tầm bậy thì mình mang tội về phạm theo quy luật. Nó cũng khổ lắm. Thành thử ra đôi khi mà các anh hỏi á mà cái nào biết thì trả lời, còn biết đâu dám trả lời, trả tầm bậy tầm bạ phiền tối phận chết. Dạ. Yeah. Theo con suy nghĩ như này, có quan điểm cá nhân của con á, con suy nghĩ cho dù hai vị sư đó giả hay thật con không biết, nhưng mà hai vị sư đó đã lớn tuổi và có một hành động tác động nhật lý với hai vị sư đó, đúng không ạ? Thì đã sai thứ nhất, thứ hai nữa là hai vị sư rất là lớn tuổi và hai vị sư đó cũng không có gọi là xin tiền dòng họ nó đâu. Cho nên là nó làm một hành động con rất là bức xúc, không phải riêng con, tất cả những cộng đồng mạng, thậm chí ở Việt Nam rất là bức xúc, và bên Cam cũng gọi về và Thái Lan, bên Mỹ cũng gọi về cho con, nói rằng con hãy tìm về hai cái vị sư đó, hãy tìm đến nơi để xem là tình hình về sức khỏe của hai vị sư nó như thế nào nữa. Thì hôm nay anh em con mới là đại diện cho bà con lên đây để mà hỏi thăm và tìm hiểu hai vị sư đó. Ông cái các vị sư mà các anh mới vừa đưa máy á, dạ. Vị sư nhìn chưa thấy nó lạ lắm. Dạ. Nó lạ lắm chứ ở trong chùa này là ở đây trong đây là nó cần cả 7-8 chân cốc. 7-8 chân cốc luôn hả sư? Nhiều lắm. Ở đây á các anh đi là mỏi chân luôn á. Dạ. Đi xuống dưới thử thì kiếm thử coi quả quầm có thể mình biết được cái tâm tích. Sẵn là hôm nay là có như là có duyên với sư thì cho hỏi luôn, khu vực này là mình cốc mấy cốc này mình là không đi khắc phục. Ở dưới kia là khắc phục sao này? Ở đây nói chung là không có ai đi hết á, không đi cấm không cho đi nữa. Dạ. Tại vì ra về đường là nó mang tay mang tiếng lắm. Dạ. Thứ nhất là tôi kia trong chùa ra cái gặp nhiều cái sư mà họ không phải á. Nó xem ra nó phiền tội. Bị ảnh hưởng ha. Cấm. Dạ. Lúc trước có đi bây giờ là không có đi nữa luôn á. Trước kia thì giáo hội chưa cấm thì có đi. Dạ. Nhưng mà sau này đó. Dạ không có đi nữa. Dạ. Chứ phần nó sùm cái vụ mấy trên mạng mấy sư này nọ. Như mấy sư này nó thấy không? Dạ. Các vị hai sư này nó ra đường có xin xỏ gì đâu mà bị đánh quá trời, nó tội. Mình thấy tự nhiên cái mình thấy mình cũng đau lòng. Thấy trời
con vừa xem cái clip mà con đi tìm và con nhờ những anh em mà con quen biết mà làm bây giờ về bên biển số xe đó, giấy tờ xe đó, thì anh em trên đó con nhờ có ngày trời tao tra mới ra được, tại vì người ta đâu có rảnh thời gian đâu người ta tra mấy cái này. Thì con tìm hiểu được rằng cái chiếc biển số xe của gã đàn ông đó là ở Gò Vấp, và tìm đến nhà luôn, là người em đứng tên chứ không phải Khứa đứng tên. Và hiện tại bây giờ Khứa cũng đã bỏ trốn. Rồi giờ mấy anh đi kiếm mấy ông sư đó hả? Dạ đúng rồi, tại vì có những cô chú ở bên Mỹ á, cứ gọi điện về con là nói là bây giờ thay mặt cho mấy chị đó để là đến để mà thăm hai vị sư bị tác động, coi tình hình sức khỏe như thế nào, rồi cho con giống như là người ta có hỏi thăm, là hỏi thăm, hỏi thăm rồi sửa sùng rồi đó. Dạ thì ở đây giải này á, thì các khi ở đây á, là chỉ đó ngồi tu học thôi, không có ra khỏi cốc. Thành thử ra nhiều khi ở trong đây nhiều lắm, nhiều khi các sư cô không biết mặt hết. Dạ nó rộng quá trời, 30 hectare làm sao kiếm được. Khoảng bao nhiêu nãy như sư nãy nói là nhiều ba mấy trăm cốc, 700 cốc, mấy trăm, mấy trăm cốc, 700 mấy cốc mà ba rộng 30 hectare. Thì đó các anh đấy từ bên đây mà đi tầm tổng cốc kia. Dạ. Tới mấy cổng luôn mà. Cổng chánh này công phu. Dạ. Thì muốn kiếm thì cũng khó, chỉ có xuống dưới các chư ở dưới là các chị lớn tuổi. Dạ. Còn ở đây là các chị nhỏ tuổi không ạ. Dạ. Thành thử ra muốn kiếm nó cũng hơi khó khăn, nhưng là... mà trời mình đã muốn kiếm thì chịu khó thì dạ. 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 Cái không giờ con hỏi nè, một cái vị nào cao nhất ở trên đây mà con có một con có thể nào lên cặp được không ta? Sư phụ ổng đi công tác rồi, không có nhà. Vậy là sư phụ đi rồi, và có một người nào thay thế chứ? Ở đây là chỉ không có truyền thừa. Vậy đó. Dạ. Muốn gặp á khoảng chừng 5 giờ 5 giờ mấy thì sư phụ ổng về ổng lên lớp. Dạ. Các anh có thể đến gặp sư phụ. Dạ. Chứ nhiều khi tới giờ ổng lên lớp anh gặp cũng gặp không được. Dạ. Tại vì ổng đi qua bên cái đâu rồi ổng đi dạy. Dạ. Tại vì con muốn bây giờ nó rộng lớn quá mà con giờ không biết tìm hai vị sư đó ở đâu nè. Ở đây nhìn thấy mấy chị thật để nói lạ quá, nhìn thấy không quá. Dạ. Bây giờ con cũng chân thành cảm ơn sư, chúc sư sức khỏe ha. Dạ. Chúc các anh sớm hoàn thành công tác ha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn. Chúc sư nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường tu hạnh của sư nha. Dạ. Dạ con. Dạ con chào sư ha. Dạ. Các anh. Các anh thử đi xuống dưới đi ha. Dạ 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 dạ. Bây giờ không biết tìm hai vị sư đó ở đâu quý anh chị. Bây giờ anh em cũng phải đi hỏi thăm, và con chỉ ở đâu thì em mình đến đó thôi. Đây clip em ở đây cũng chút nữa.